cuồng si idol rồi quên đi chủ quyền, biển đảo dân tộc là điều Hiền không thể chấp nhận được. Hiền không hiểu được một bộ phận các bạn trẻ bây giờ chỉ vì quá mê các idol của các nhóm nhạc Hàn Quốc như nhóm Hồng Đen gì đó mà các bạn quên đi rằng từng tấc đất tấc vàng cha ông ta đã phải đánh đổi bằng biết bao xương máu và những giọt mồ hôi. Các bạn có biết rằng mỗi trận chiến cha ông ta đã phải hy sinh nhiều biết nhường nào không? Có bao nhiêu bà mẹ Việt Nam anh hùng tiễn con đi không hẹn ngày gặp lại. Hiền không phản đối các bạn thích ai, mê ai, vì Hiền biết mỗi người sẽ có cho mình những hình mẫu, hình tượng riêng. Không ít bạn trẻ đã lấy tấm gương idol của mình để phấn đấu vì mục tiêu, vì thành công. Điều này rất tốt, nhưng có những bạn lại u mê cho rằng mọi thứ của idol đều đúng. Mới đây nhất, khi concert Blackpink được công bố tổ chức hai đêm diễn tại Hà Nội ngày 29-30 tháng 7 này, ngay sau đó khán giả Việt đã phát hiện ban tổ chức đêm diễn là IME Entertainment, một công ty giải trí đa quốc gia, đã đăng tải hình ảnh bản đồ Biển Đông có đường 9 đoạn phi pháp ngay trên website của họ. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Gì chứ, đã động đến chủ quyền, lãnh thổ dân tộc thì Hiền sẽ không bao giờ ủng hộ. Kể cả có miễn phí vé vào cửa, Hiền cũng không bao giờ đến. Thế nhưng Hiền đã rất buồn khi thấy nhiều bạn cho rằng đấy là lỗi của ban tổ chức. Nhóm nhạc này không hề có tội gì, họ vẫn sẵn sàng chi trả hàng chục triệu đồng để ủng hộ đêm diễn của nhóm nhạc và còn sợ không mua được vé. Trong nhiều nhóm săn vé, nhiều bạn còn bày tỏ sẽ rất buồn nếu không mua được vé. Hãy kể thôi, đấy là lỗi của ban tổ chức, việc của mình là mua vé và gặp idol. Hiền hỏi các bạn, nếu là người có trách nhiệm thì phải tìm hiểu kỹ đối tác của mình là ai rồi mới bắt đầu ký hợp đồng, hoặc ít nhất sau khi có sự việc đó xảy ra, công ty quản lý phải lên tiếng giải thích sự việc. Đằng này tất cả đều im lặng mà các bạn vẫn mù quáng tự phủ nhận mọi vấn đề, thì lỗi sai đang nằm ở đâu hả các bạn? Đất nước đang trong những ngày tháng lịch sử hào hùng, toàn dân hướng về cội nguồn, biết ơn thế hệ cha ông đã anh dũng hy sinh vì màu cờ sắc áo, vì tấc đất tấc vàng của mảnh đất hình chữ S. Nhưng khi concert nổi tiếng của một ban tổ chức ủng hộ đường lưỡi bò được tổ chức, các bạn đã không ngần ngại ủng hộ, tranh nhau mua vé. Hiền phải nghĩ thế nào mới đúng đây hả các bạn?